Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có nhiều thay đổi, chính vì vậy các sở ban ngành của tỉnh phải có sự phối hợp chặt chẽ, không để một sai sót nào diễn ra. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 được Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tổ chức vào sáng nay. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung. Năm nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 31 điểm thi với 519 phòng thi, đặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo hợp lý và tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của các thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với Đại học Huế, điều động gần 1.800 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia ban coi thi. Với 12.140 thí sinh đăng ký dự thi, kỳ thi năm nay được chú trọng đảm bảo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ kỳ thi theo quy định. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cũng tổ chức kiểm tra, rà soát, bảo quản và sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ thi Trung học phổ thông quốc gia, bố trí phòng chờ cho thí sinh theo quy chế thi, chỉ đạo thực hiện vệ sinh trường lớp, phòng thi, nhà vệ sinh sạch sẽ đảm bảo theo yêu cầu. Tham mưu lãnh đạo địa phương bố trí nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại đảm bảo sức khỏe an toàn cho lãnh đạo cán bộ coi thi được thuận lợi trong thời gian làm công tác coi thi tại điểm thi. Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao, các thành viên tham gia tại buổi làm việc đã đề xuất nhiều ý kiến phương án phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo, các điểm thi và các đơn vị phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nhất là vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, đây là kỳ thi có nhiều điểm thay đổi khác biệt so với những năm trước. Chính vì vậy, mọi công tác chuẩn bị phối hợp của các sở ban ngành đều phải nhịp nhàng, chu đáo, không để một sai sót nào diễn ra trong kỳ thi này, và phải tạo mọi điều kiện để thí sinh thoải mái bước vào phòng thi. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, camera giám sát, lý lịch cán bộ coi thi, trưởng điểm thi, tập huấn cho cán bộ coi thi xử lý kịp thời các tình huống cũng phải được chú trọng, đảm bảo không để xảy ra sự cố trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi.